Đái nốt đi. Tay vừa một điều nó chả thế cái ngọt nè. Đây, quay sát đây này, xem một lần ăn đây này. Nè. Nỉ lắm mới ăn. Ăn đi. Như ăn khoai. Xuân này con không về. Yên tâm, tay nó vừa sửa dái mà ăn được. Suốt ngày thời gian vừa vơi đáy. Đây, mất quả khế ngọt còn thời. Thời cầm này là thời. Cầm nha, cầm với nha. Nhắm mắt vào. Cầm gần vào. Chú à. Nhắm mắt vào. Chua bá lìn. Ai? Nóng mất cả người. Cháy cả tóc. À, nhầm. Thế nào, xem mặt luôn. Đấy. Hay đấy. Chưa cầm hộ ấy. Đây nha, mẹ nói cho các bạn biết nha, bút thần kỳ. Nào, chạy ra chứ. Để bé lại rống mà. Chạy ra. Ngược nắng quá, ngược nắng. Ôi trời ơi, mềm. Mềm. Đôi má nhung mi. Mềm lắm à anh ơi. Anh ơi. Mềm. Ngon đấy. Chơi. Ấy, nhầm. Ngồi đây. Mè cay chưa? À, cay. Cay. Ừ. Bóp đi. Nói cay. Gì nói luôn đi, bóp. Cái gì mà bóp? Ồ. Nói cho, luôn đi. Cho trường mẹ rồi. Nãy ở y nè. Nãy tao đang ăn khế, nó vứt mẹ quả khế của tao. Thì còn lúc nãy tao đang cầm cái bông lau thì nó đốt của tao phải không? Đấy mẹ ăn được bà. À. Chết. Đi. Thích làm gì nó? Cái quần này. Mày lại thích cái quần nó nữa phải không? Cái quần này xấu. Quần sao? Nhát này lượt tao lấy quần. Đi. Tụt cho tao. Này. Bỏ ra. Bỏ về ô. Nảy lắm cho ông đấy ơi. Nhớ cái chỗ này là chỗ nào? Chỗ mà tao mày vứt cái này. Chỗ mà tao mày ạch ê. Thì phải cái quần ra chứ. Thế phải cái quần đó chứ, thằng này hai anh này cứ gặp nhau là chỉnh nhé. Ngại lắm. Này lại anh thợ, à anh thợ sửa. À, nó biết sao mày ngại rồi. Cái đàn cầm mới quay đứng ngay đây, ngại thì sao. À ừ nhé. Thôi tắt máy quay phát. Tắt rồi. Rồi, tắt rồi trường ơi, tắt rồi. Tắt rồi chưa đi. Thằng này cút đi. Ra bàm bạp ô. Vợ mày ngại à? Nỉ lắm đi nhá. Nhưng mà cáo ba con sói này. Đây, làm gì làm đi, mai quay video. Nỉ lắm đi. Nó dạ bom bóp luôn các bạn. Đừng có hiếp vội đau. Cả năm chơi được một phát mà đau đi. Cả năm mới chơi được một phát đau đi hả chị? Đừng cởi quần tao. Đừng cởi quần. Chơi nhau không cởi quần chọc vào lỗ đít à? Đủ may rằng cầm máy quay lại rồi. Hả? Ôi đang cầm máy quay lại một rồi, ôi chạy phát. Ngại à? Không, mày nằm dưới, tao nằm trên chứ. Dưới đi. Dưới khổ lắm mày ạ. Nhìn lên tùng đi. Nhanh à. Nằm đây không biết nhậm à? Khá nhanh lên tụt quần nó đi. Đủ mét, cầm máy quay này. À chết, tụt luôn à. Máy quay này. Mày chọn ăn tết rồi trường. Dã đi khá nhanh, dã đi. Năm nay anh không về. Khánh vẫn đang chơi bên dưới. Ôi. Đây. Đây là y tá theo dài đã mất quần. Ê Khánh đâu chị, từ từ. Vẫn là lên cây. Thế còn mày? Quần mía ta sao lại cho mày được?
quần nghĩ hiểu tao sao lại cho mày được. Nhanh nhá. Mày vứt 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 mẹ mày đi nào. À chết, vứt quần đi nào. Ôi! Mày đây chưa gạ. Mày ném một trận nào, yếu sinh lý thế. Khỏe quá thì. Đây mà dã được trưởng. Treo luôn. Ây, lại rụng. À đi treo cái khác đi. Ôi, này ném ngu đấy nhỉ. Lờ, lại càng ở ngay dưới thấp. Nhanh lên mày. Ui, gãy cây. Nhanh ơi. Nhanh lên ơ. Vậy đi đâu được. Kệ mẹ nó đây chắc được rồi. Trời mệt đấy. Ai vừa đi cắm phát ru đuồn đầu phết. Mất trinh. Cái gì? Mất trinh rồi. Cái gì? Nói lại nào. Có chửa rồi. Có chửa rồi. Mất trinh à? Vừa mất trinh lại vừa có chửa. Đi thả quả cho quay. Mẹ nó tao chưa nói mà. Xem con phát nào. Xem con phát. Đúng không? Xem con phát. Không mà. Xem bên đây mà. Xem vực to không. Ai. Ai. Bìm 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 thiêu sống đi. À thì tao chết luôn. Tao đã chơi mày đâu mà mày có chửa. Mày cầm phát rút luôn rồi. Cầm phát rút luôn rồi. Phải mới có quần nó rút quần nó ra. Đã chơi đâu mà. Nguyên nhân của sự việc cầm phát rút luôn. Tao đã có cắm. Chửa. Tao chưa cắm mà. Hả? Mà chưa chơi nó chửa rồi. Chưa chơi nó đã có chửa. Mày chửa đằng nào đó chứ. Thằng này nó vừa cắm phát rút luôn đó. Thằng này. Bố tổ. À hay tao. Ơ à, không phải. Nó. Mày tưởng bố thằng đó. Tưởng làm người yêu của thằng bên đây này á. Hả? Mày tưởng người yêu của thằng bên đây này á. Mày tưởng Khánh là người yêu của thằng bên đây này á. Ơ. Thế là như nào? Đấy biết. Thế đàn ông chọc đàn ông mà cũng có chửa. Mày chọc nó đít tao. Chọc nó đít. Thế cứt mày chả dồn lên mồm à? Không dồn được. Mày cứt chả dồn lên mồm. Tao chưa cởi quần. Hả? Tao chưa cởi quần thế này. Thanh niên chưa kịp cởi quần mà đã có chửa. Sầm chênh văn. Bơ lèm. Sợ này có chửa nhà nghỉ ra rồi. Theo đi làm một gái đi rồi. Mặc quần vào đây. Tớ về bảo tao. Nào mặc quần vào đây. Đây. Anh ấy đang mất quần. Bơ lèm. Bơ lèm. Đi lấy quần mặc vào đi. Ừ. Tao đi gọi gái đấy. Đưa khẩu trang y tế nào. Cái gì vậy nhỉ? Chú lùn. Và anh định làm gì? Anh định lấy cái quần. Vâng anh, mẹ quá là cao. Có người thanh niên choáng. Lại thành chú lùn. Rồi gốc cây lùn. Chú lùn ngồi nơi cây lùn mình. Lùn 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 lùn. Lùn lùn lùn. Ở đây. Lùn lùn lùn. Lại người. Cổ thân đồng bé bé thế mà khỏe. Nó vẫn không cho xem. Như con cháu người ấy. Gái. Mà chơi ma túy. Hả? Chơi ma túy. Cho một người. Mày tới chỗ rồi. Chơi ma túy. Quê quá. Đi ra anh chú. Chơi giả một lửa này. Tao đi về tao ngủ đây. Trường ơi nhanh nó đi về nó ngủ rồi cơ. Mày tới chỗ rồi con trai. Đi con mình. Mẹ dã nhau nó không chịu trách nhiệm ấy. Mẹ còn mang con. Thật nha, để ra con báo. Con ba con sói. Đây đúng ba con sói. Sói của nó đây. Nhanh. Nó chạy được cơ. Sao một hồi vậy? Chích hút anh ấy đã lên cây ngủ. Ôi trời ơi. Mày chết rồi. Về tao bảo thằng suối. À chết. Về tao bảo cậu suối. Cầm nha, tao đi ngủ. Không biết gì nha, không biết gì phải không? Trướng ơi, lôi chân nó dã bằng phạt. Đúng con chó bạch dê nhà tao mới nuôi. Chồng chuồng khác. Chuồng xe. Chưa cởi quần. Lúc đấy tao chưa cởi quần. Thanh niên chưa cởi quần. Và cái kết. Hai thằng ở chơi nhau và cái kết. Mẹ không chịu trách nhiệm. Và cái kết lại trèo lên cây. Lại mò xuống. Chạy đi Khánh. Nó chạy rồi mày. Chạy thôi, mai lột mình lại để thằng khác. Ây à, chạy thôi, mai lột mình lại để thằng khác.
เลี่ยม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 เ